Còn Diệu Nhi, em có thấy cái điểm nào tương đồng với Trường Giang không? Dạ không. Vậy thôi đi về đi em. Thật sự mà nói thì đó anh, cái mà anh Giang rất là hy vọng luôn khi mà anh em về cái đội của anh Giang, cho nên hôm nay em không muốn một người anh của em buồn. Rồi về với Trường Giang đi, rồi em coi cái thái độ Trường Giang đối với em. Giờ em có muốn là về đội của Trấn Thành hay không? Thực ra nếu mà bây giờ em quyết định về đội của anh Thành luôn thì em nghĩ anh Giang sẽ buồn và bứt rứt lắm, đúng không? Không có đâu em, anh vui lắm. Chưa chi vậy, tạo sự nguy hiểm chi vậy, đâu có ai cần em đâu. À vậy vậy anh Thành vẫn muốn em về của anh chứ hả? Về nhóm anh nha anh. Cách đây muốn... vài phút. Dạ vậy thôi em sẽ chọn về nhóm của anh Thành. Ủa vậy hả? Đầu tiên sự trở lại của cô gái xinh đẹp rất duyên dáng Sam. Dạ em chào anh Nghĩa, em chào anh Thành, anh Giang. Muốn hỏi thăm nhẹ một chút, gia đình nhỏ của em với Karik sao rồi? Dạ thì sau hôm ấy tụi em cũng có phát triển nhẹ. Hy vọng là chương trình mình đó là ngày hôm nay là mời em với Karik quay trở lại. Nhưng mà sao có mời có mình em mà em buồn dễ sợ. Tại vì Karik nó sợ đó em, có mời mà từ chối. Đây là dòng mãi dòng ai chứ phải là khúc hát xe duyên em ơi. Mà ráng đi em, yên tâm đi, không sao đâu. Karik yên sao, em phát triển hay không anh không quan tâm nha. Nếu bất cứ một điều gì trong cuộc đời, nếu nụ cười không mỉm với em, hãy gọi cho anh, anh sẽ đưa anh Đức tới ngay. lát nữa anh sẽ báo một cái tin về anh Đức sắp tới đây trên sân khấu này, mọi người sẽ bỡ ngỡ. Dạ đúng rồi, em nghĩ là không phải là anh Đức là dành cho em đâu, bởi vì nói như vậy là không có được, bởi vì vị khách mời tiếp theo nè. Khách mời là ai, thứ hai là ai mà ghê như vậy mà liên quan tới anh Đức của tôi vậy? Tại vì khách mời thứ hai có lẽ là anh sẽ phải giới thiệu rất lâu sau quay mới xuất hiện tới nơi. Vậy là mới bị kẹt cái gì đó hay là mới bung nẹp tháo nẹp tội nghiệp mà lo lắm, cũng là một đứa em thân thiết với mình thôi. Hãy gặp gỡ với Diệu Nhi. Thấy không em ơi, bây giờ nè, không mấy bây giờ mình sẵn cái bộ đầm đẹp này, mình kết quớt một vòng cho mọi người coi đi được không? Sao vậy em? Em phải tự tin lên chứ. Dạ cảm ơn Nghĩa. Trước hết cho Diệu Nhi gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Dòng Ngoại Dòng Mai. Em chào anh Thành, em chào anh Giang, chào chị Sao. Anh Gượng chào em. Thưa bà con hai họ, cách đây hơn 3 năm về trước, anh Đức vô tình yêu mến Diệu Nhi, gọi là tình đơn phương, chưa bao giờ báo chí được biết. Và oh my god. Vì Diệu Nhi từ chối mà đến ngày hôm nay anh Đức vẫn một mình lẻ bóng, không gỡ được lời thề, chỉ chờ chị Lê Giang gỡ thôi. Mà chưa gỡ được. Cái thông tin này Đại Nghĩa cũng có biết. Đây nè, không ai rành bằng tôi hết. Có luôn hả? Ngày tôi đi diễn hài, anh Đức là cái người năng nắp đòi đưa một cô gái mới vào nhóm, bảo rằng cô ta duyên lắm, cô ta dễ thương lắm, thông minh lắm, cưng lắm. Và một đêm nọ tôi gặp Diệu Nhi, lúc đó con bé mập lắm. Sau đó em mới biết người ta thầm thương trộm nhớ cô gái ấy. Nhưng đúng là ông trời cao có mắt, con gái người ta càng ngày càng đẹp, càng ngày càng duyên thì, và mọi chuyện đều tỷ lệ nghịch với những người đã giới thiệu. Đó là lý do vì sao anh Đức của em bây giờ không còn cô đơn. Bây giờ một là Sam nó hốt, hai là chắc gì chị Giang quá, gã hoài luôn á. Thấy thương anh Đức ghê luôn á. Thì cái... cho anh biết coi tâm lý của em lúc đó làm sao, kể anh nghe coi. Ngày xưa em không đẹp nhưng mà em không có bị rỗ nhiều như anh Đức. Thưa em sợ hãi luôn á, kiểu con gái mới lớn. Em yêu em nói sợ hãi em làm như con quỷ vậy. Phải, kiểu con gái mới lớn. Nhìn thấy anh Đức mà anh Đức kiểu anh vô vập lắm hả? Anh vô vập, ý là kiểu anh đâu có thân gì với em lắm đâu, em gặp anh mới có mấy lần mà rủ đi ăn. Người ta mến mình mà có bạn bè em mà này kia nọ nữa, em mến luôn bạn bè em. Em tàn nhẫn lắm. Nhưng mà khi nào thì anh Đức bắt đầu nói là Nhi ơi anh thích em quá? Anh không có nói, tại vì cái hành động của em làm là cho anh nản, anh bỏ cuộc liền. Em hành động gì, em hành động gì? Em hành động kiểu kiểu gái hững hờ á, kiểu mà kiểu làm cho đối phương cảm thấy ồ đối phương không xứng đáng với mình á. Trời ơi. Hồi đó bà làm như đó. Bà làm như bà là Hồ Ngọc Hà vậy đó, bà làm như bà đẹp lắm vậy á. Rồi thôi được rồi, bây giờ mình tạm gác cái chuyện tình Diệu Nhi anh Đức lại một bên.
Bây giờ chúng ta sẽ chọn đội để về nè. Sam, anh cho em chọn trước đó. Em nghĩ là với bộ đồ của em ngày hôm nay thì mọi người cũng nhìn và biết là em sẽ về với đội của ai rồi. Trắng và đen đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mời em về với đội Trấn Thành. Còn Diệu Nhi, em có thấy cái điểm nào tương đồng với Trường Giang không? Dạ không. Vậy thôi đi về đi em. Thật sự mà nói thì đó anh cái bạn Giang rất là hy vọng luôn khi mà anh em về cái đội của anh Giang cho vậy nên hả? Hôm nay em không muốn một người anh của em buồn. Rồi về với Trường Giang đi rồi em coi cái thái độ Trường Giang đối với em ra sao em hiểu nha. Dạ cảm ơn mời anh. Em đi từ từ thôi cưng. Trời ơi tội nghiệp nhỏ ghê. Coi chừng té, coi chừng té. Đây. Không mấy giờ bồng Nhi đi luôn cho lẹ được không? Ơi thiệt tình luôn. Đó. Trời ơi. Và Diệu Nhi. Ủa Nhi nó nghe nè, dạo này thành phố mình ngập lụt lắm, sao mang đôi giày chống nước vậy? Dạ đúng rồi, dạo này đang mùa mưa cho nên em sẵn mang đôi giày như vậy luôn. À rồi mới đi đâu về mà ai dò đầu em xù quá vậy Nhi? Cái này cái style make up lả lơi á anh. Trời ơi. Tóc mình kiểu cái style make up lả lơi cho nên đầu tóc nó hơi rối vậy đó hả Nhi? Dạ đúng rồi, kiểu nó bù xù nhưng mà mình cứ kệ nó, mình đừng có dán cho nó ngay ngắn. À ai biết đâu, tại giờ này nghe nói là anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó. Nó thành ra là nhiều khi em cũng rối đầu rối tóc này kia, bù đầu bù cổ phải không dạ, em? Dạ thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. Một cái sự phủ nhận trắng trợn. Phủ phàng quá. Mà Thu Nguyễn ơi, tại sao em đẹp dữ vậy? Em bước ra em đẹp quá. Dạ em cũng không biết tại sao em... Ủa sao vậy? Ủa sao anh Nghĩa sao vậy? Anh Nghĩa đứng thì đứng một mình thôi, em bên đây mà. Cũng không có cân xứng lắm đâu. Dòm như vậy, hợp nhãn hơn. Hợp cái màu thôi em ha. Dạ. Chứ về chiều cao hay về sắc dốc hay về cái gì nó cũng khác xa nhau dữ lắm. Em thấy mọi người nói sao vậy, Nhi cũng đẹp mà. Em đẹp không cần son phấn, duyên thật xinh rất hiền. Bây giờ là hai khách mời của chúng ta đã ra đây rồi. Không biết rằng là hai chủ nhà Trấn Thành và Trường Giang muốn mời ai về đội của mình đây? Cho em nói trước, trái tim của em nghĩ sao em nói vậy? Em là người chân thành. Thuận, em quá đẹp, thấy không? Em mặc bộ đồ ra rất là sang trọng, sang đẹp đẹp. Em thấy không? Ngày hôm nay anh cố tình mặc bộ đồ đẹp như vậy, thấy không? Anh nghĩ là em nên dị đội anh Giang. Tại vì em nó đẹp vậy rồi, em không nên về đây để làm lu mờ bộ đồ đẹp của anh. Anh Nghĩa, một cái tát vô mặt em. Thu Nguyễn về đây, chẳng lẽ em ngồi em đứng lên đây với bằng Thu Nguyễn ngồi hả? Bây giờ thế này nè, em thấy Diệu Nhi á, hôm nay Diệu Nhi chính giữa có một cái miếng bánh in hình vuông rất là lớn mà cái này em, hả? Được, cái là cái bánh in anh. Vậy hả? Nên em nghĩ là em là cái người mà thích ẩm thực nên Diệu Nhi hợp. Không, mà mình phải nói một điều là Diệu Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À vậy. Đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. Cái này mới chấm hát nè. Nhi, không mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi, một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe. Đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi dạ. Em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đó. Lời không yêu hay thương, xin yêu lần. Yêu hay không yêu, không yêu không yêu. Thôi thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à mà mọi không. Người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Không phải, tại vì cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Em ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là gì? Là bu vô rồi dít em đó. Trời ơi. Vậy thì bây giờ em có muốn là về đội của Trấn Thành hay không? Thực ra nếu mà bây giờ em quyết định về đội của anh Thành luôn thì em nghĩ anh Giang sẽ buồn và bứt rứt lắm đúng không? Không có đâu em, anh vui lắm. Chưa? Chi vậy? Tạo sự nguy hiểm chi vậy? Đâu có ai cần em đâu. À vậy, vậy anh Thành vẫn muốn em về của anh chứ hả? Về giỡn anh nha. Cách đây vài phút.
Dạ vậy thôi em sẽ chọn về nhóm của anh Thành. Ủa vậy hả? Vậy thì mời Diệu Nhi về với Tấn Thành, Thượng Nguyễn về với Quỳnh nha.